cháu Huyền ơi, tức là hôm nay là 30 Tết, thì các cháu mục đích xuống ở chùa Cổ Am ở quê bác đây là mục đích của cháu là như thế nào cháu? Dạ, cháu nghe mọi người nói nhiều về cái cô chùa Cổ Am rồi ạ. À thế à? Dạ. Ờ, thì hôm nay mới có cơ hội xuống để tham quan chùa Cổ Am đúng không ạ? Dạ. Rồi là các cháu phải đến thắp hương để nhờ chùa, tức là chùa này linh thiêng lắm. Dạ. Cho nên là nhờ chùa tức là phù hộ cho mình cả thứ nhất là sức khỏe, trong cuộc sống là gặp nhiều may mắn đúng cháu? Dạ.